Hi, xin chào mừng các bạn cùng đến với chương mình là Hebo Mini đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt màn 120Hz trên iPhone nhé các bạn, và tăng hiệu suất của GPU của máy luôn nhé các bạn. Ok, thì đầu tiên các bạn ấn vào cho mình cái phần CD đây. Rồi, các bạn vào các nguồn giùm mình. Đây, ở dưới đây nha các bạn, các nguồn ở dưới đây. Rồi, ok. Thì để cho nó lát một tí nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm sửa và thêm nguồn giùm mình nhé. Thêm nguồn mình, nhưng mà mình đã thêm nên là mình sẽ không thêm nữa nha các bạn. Thì nguồn đây nè các bạn, tqmmos.github.io nha các bạn. Ok, thì các bạn qua phần tìm kiếm giùm mình, bạn bấm ra cho mình cái phần flashbar nhé, để cho nó tải lại những dữ liệu. Flashbar beta nha các bạn, flashbar beta đây nha các bạn. Rồi ok, thì các bạn bấm điều chỉnh và cài đặt giùm mình thôi. Rồi tiếp tục thì các bạn vào phần Safari, bắt buộc là phải Safari luôn nha các bạn, Google là không được nha. Rồi sau đó các bạn bấm tải xuống giùm mình ở trên đây nhé. Mình sẽ để cái link Google Drive này ở bên dưới phần mô tả nhé các bạn. Ok, rồi tiếp tục thì các bạn vào phần file của Apple nhà mình, rồi các bạn bấm đè và chia sẻ nó qua phần visa nhé các bạn. Visa đây nha các bạn, visa cho mình. Ok, thì sau đó nó sẽ xuất hiện trong đây. Sau đó các bạn ấn vào. Đó. Các bạn ấn vào là nó sẽ tự sao nó sẽ tự dậy nén nén ra luôn nha các bạn. Ở sau nó các bạn thấy cái file path như thế này. Thì các bạn muốn sửa, các bạn bấm mũi tên. Rồi sau đó các bạn bấm di chuyển giùm mình nhé. Di chuyển dưới đây nha các bạn. Rồi. Tiếp tục thì thoát ra ngoài giùm mình. Thoát ra ngoài giùm mình. Rồi sau đó các bạn vào phần library này giùm mình nhé. Rồi sau đó các bạn vuốt xuống. Các bạn thấy cái vùng flag 3 thì các bạn ấn vào giùm mình nhé. Đây flag 3 đây nha các bạn. Bạn ấn vào rồi sau đó các bạn bấm dán nó vào. Rồi sau đó các bạn thoát ra, bạn vào bằng đây. Trời ơi cái quân què. Trời ơi cái quân què gì vậy ba, hồi xuân đây ba phiên chiều rồi. Đơn giản thì bị lỗi rồi. Thì cái này nó cũng tùy trường hợp nha các bạn. Có lúc nó bị lỗi thì nó có lúc thì nó sẽ không bị nha các bạn. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt bằng một cách này, tuy hơi khó nha các bạn. Ok, các bạn vào phần view ra lại giùm mình. Rồi sau các bạn bấm vào file path, các bạn bấm good purchase. Rồi bạn vuốt xuống cái phần item 407 là các bạn sẽ thấy màn 120Hz nha các bạn. 407 đây, item 407 này nha các bạn. Rồi ok, màn tần số hertz 120Hz cho Apple nè. Thì các bạn bật switch này on lên giùm mình nhé các bạn. Rồi sau đó các bạn tới item 412 này giùm mình nhé. Các bạn bật lên giùm mình cái mở ứng dụng nhanh hơn nhé các bạn. Bạn bật lên giùm mình. Rồi sau đó các bạn thoát ra. Rồi tiếp tục thì cái item tăng hiệu suất của GPU nha các bạn. Sau đó các bạn phút xuống, các bạn thấy cái phần item 433 này đúng không? Thì các bạn ấn cái mũi tên này giùm mình nhé. Rồi sau đó nó sẽ hiện ra một cái list như thế này. Thì các bạn bấm vào cái tăng cường GPU cho iOS 14 và 13 nhé các bạn. Ok. Thì giờ các bạn phải bật on cho mình cái quần switch on này nhé. Check cho mình. Ok. Và sau đó các bạn bấm lưu lại hết cho mình. Bấm lưu. Lưu nha các bạn. Và sau đó các bạn bấm xong. Thế là xong thôi. Rồi sau đó các bạn get screen lại giùm mình nhé. Get screen, các bạn chọn một cái switch nào đó, các bạn get screen lại giùm mình. Rồi ok. Như các bạn cái clip này hay thì bạn nhớ like, share, subscribe và nhớ để lại một comment bên dưới cho mình nhé. Ok bye các bạn.